Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình đang ở trong cái vườn của mình nha các bạn. Đây là cái vườn chanh nè các bạn, cũng như là vườn cà pháo á, thì mình hay chia sẻ cho các bạn á. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề khác nha mọi người. Thì mình cũng mới vừa làm xong cỏ của vườn cà pháo cũng như chanh các bạn. Thì giờ có thời gian thì mình ngồi mình chia sẻ cho các bạn một số cái kinh nghiệm của mình, cũng như là góp ý cho các bạn nào mà mới trồng đồ á. Thì đây thì mình cũng góp ý thôi nha các bạn ha. Thì chủ đề mình có ghi ở trên kênh thì các bạn cũng thấy rồi đó, là chia sẻ cho các bạn là cái cách phòng tránh cái bệnh là vàng lá trên các loại đậu nha các bạn. Thì trong đó là có cây cây đậu que nè các bạn, đậu rồng nè, đậu Hà Lan nè và đậu đỗ nè các bạn. Thì hôm nay thì mình tập trung mình chia sẻ cho các bạn cái cách phòng bệnh vàng lá nha các bạn, cũng như là cách điều trị khi mà nó bị vàng lá nhẹ thôi nha các bạn ha. Thì ngày trước thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn một số mô hình là trồng cây đậu đũa các bạn, đậu cô ve này nọ đó. Thì có bạn hỏi mình cách phòng bệnh vàng lá, thì hôm nay thì mình có thời gian các bạn thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Rồi thì mình vô luôn nè. Thì khi mà cái cây mà đậu của các bạn thì nó bị bắt đầu có triệu chứng mà vàng lá đó, thì các bạn không nên đi phân này nọ nha nha các bạn ha. Và mà các bạn hãy mua cho mình là cái thuốc là Mad Hero nha các bạn. Thì cái thuốc Mad Hero này á, thì nó thuộc của công ty là Mad Pacific nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là vào những cái trang mạng điện tử á, các bạn mua cho mình, hoặc các bạn có thể là qua ra ngoài tiệm vật tư nông nghiệp á bạn mua ha. Thì bạn xịt cho nó là khoảng là 2 lần nha các bạn. Thì cái lần đầu tiên á là bạn xịt, và xịt là phải đúng liều nha nha các bạn ha. Và cách 2 ngày sau thì bạn xịt tiếp cho mình là cái thằng Max Hero, có nghĩa là mình xịt là 2 lần nha mọi người, 2 lần. Rồi sau đó bạn mua cho mình là cái thuốc là Antracon nha các bạn ha. Antracon bạn cộng cho mình là với cái thằng là Nativo, Antracon với Nativo nha các bạn. Là cách 4 ngày sau thì mình sẽ xịt thằng Antracon với thằng Nativo. Xịt thì thuốc thì phải là đúng liều, cái liều nó có ghi ở trên cái bao bì nha các bạn. Thì các bạn có thể mua ở ngoài vật tư nông nghiệp hoặc là ở trên cái trang mạng điện tử luôn thì nó vẫn có. Thì mình sẽ hỗ trợ các bạn á, là dán những cái đường link thuốc mà mình chia sẻ hồi nãy giờ á, trong cái đường mô tả của cái video này. Các bạn bấm xuống thì các bạn sẽ thấy, thì những trang mạng điện tử như là Lazada với Shopee này nọ đó, thì các bạn đăng ký những trang đó thì mình sẽ để những cái link thuốc ở bên dưới thì các bạn mua giúp mình ha. Có nghĩa là 4 ngày sau xịt hàng Antracon với hàng Nativo nha mọi người ha. Thì cái triệu chứng ở vàng lá của nó là mới bắt đầu là suy giảm thôi các bạn. Thì bây giờ mình mới là xịt dưỡng thêm cho nó. Thì bạn mua cho mình là cái thuốc á là rong biển nha các bạn, cái gói thuốc mà rong biển với thằng Atonit. Atonit bạn mua hai thằng này lại, bạn cộng lại cho mình Atonit với thằng rong biển ha. Thì cái giá của thằng rong biển thì nó tầm đâu là từ 8.000 nha các bạn, 8 8.000, 8.000, có thể là hơn, trên trang mạng điện tử thì nó có thể là hơn khoảng 9.000 10.000 thôi. Thì bạn mua cho mình hai cái loại thuốc đó, bạn xịt dưỡng lại cho mình Atonit với thằng rong biển, bạn xịt lại cho mình. Thì cái tình trạng mà bị vàng lá trên cây đậu đũa nè, đậu rồng nè, đậu Hà Lan nè, đậu cô ve nè thì nó sẽ là giảm hết nha mọi người ha. Thì sẵn là chia sẻ cho các bạn luôn về cây cà pháo ha, một lần nữa ha, tại vì mình hay chia sẻ cái kinh nghiệm về trồng cây cà pháo các bạn. Thì nếu như cây cà pháo mà nó bị vàng lá thì mình có nên xịt những cái loại thuốc mà mình mới chia sẻ hay là không? Thì ở đây thì mình nên khuyên các bạn là các bạn không nên dùng cái loại đó, tại vì nó cũng rất là tốn tiền và tốn thời gian nha các bạn. Riêng hàng cây cà pháo thì bạn chỉ mua cái thằng Mad Lotus của công ty Mad Pacific và thằng Matasi, hai thằng đó bạn cộng lại bạn xịt lại cho mình, là cái tình trạng là cái vàng lá các bạn thì nó giảm thôi, nhưng mà thật sự là nó không hết các bạn, tại vì nó là khuẩn nha các bạn. Thì mình cũng đã, nhưng mà bạn phòng thì nó rất là hiệu quả. Thường thường là các bạn có thể sử dụng, nếu mà bạn không có tiền nhiều thì bạn có thể sử dụng thằng Antracon xịt cũng được, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái thằng là Matasi với thằng Mad Lotus. Hai cái thằng loại thuốc đó bạn cộng lại bằng xịt trên cây cà pháo nè, cà tím nè, là nó sẽ hết nha mọi người ha. Còn những cái loại đậu thì mà của mình hồi nãy giờ thì mình chia sẻ cho các bạn cái công thức rồi đó. Thì bạn cố gắng các bạn là nghe kỹ, các bạn mua những loại thuốc đó bạn làm ha. Thì ở đây thì mình cũng nhắc lại cho các bạn ha. Thì ở đây là mình chỉ là góp ý thôi, còn làm hay không là chuyện của các bạn ha. Mất công đó là có nhiều bạn là xịt không đúng cách này nọ rồi các bạn lên comment nói mình nữa. Thì hôm nay thì mình rảnh,
mình có thời gian các bạn, thì mình chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế đó. Thì bạn nào mà thấy mà làm theo cái công thức của mình á mà thấy hiệu quả thì các bạn hãy like cho mình một cái like trên cái video này nha các bạn, và một lượt đăng ký ha, để mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình biết nha nha mọi người ha. Thì ở đây thì mình nói chuyện thì có thể là nó không có lưu loát các bạn, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm thực tế của mình, là mong là các bạn là đừng có comment này nọ với mình ha. Cái này mình chỉ chia sẻ cũng như là góp ý thôi. Thì bạn nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh của mình. Rồi thì mình xin mến chào tất cả các bạn ha, và chúc các bạn là phòng bệnh này nọ là được thành công ha, và trồng đồ có được năng năng suất ha. Rồi mình xin được mến chào.